Alo vợ à, Alo. anh ở dưới nhà rồi, em xuống đi nhá. Ok, em xuống đây đây. Ok. Anh à, em xin lỗi, đấy, đợi lâu rồi. Em nói gì vậy? Đợi em không phải là việc anh nên làm sao? Anh tệ quá. Ok, hôm nay em muốn đi ăn hay là đi chơi ở đâu? Nhưng mà đột nhiên em không muốn đi chơi nữa. Ủa sao vậy? Em có gọi điện đến công ty của anh. Họ nói là anh vì em mà xin nghỉ. Còn hôm qua thì anh thức trắng đêm để làm việc. Để hôm nay có thời gian rảnh đi chơi á. Chắc anh mệt lắm rồi. Đồ ngốc. Từ xưa đến nay đàn ông thì đều ra ngoài để ra sức mà làm việc. Còn vợ con ấy đều là bảo bối trong tay của đàn ông. Nhưng mà ai nói ngày lễ tình nhân á là con trai phải ở bên con gái, phải tặng quà cho con gái chứ. Chẳng phải ngày lễ tình nhân là của hai người sao? Chúng ta quen nhau thì đã là hạnh phúc rồi. Và em là người mà anh muốn che chở cả đời. Vì vậy em làm bất kỳ điều gì đều xứng đáng mà. Thương quá à. Ok, bây giờ em muốn ăn gì nào? Chúng ta về nhà được không anh? Em sẽ làm món sườn sốt tương anh thích ăn nhất. Nếu như mà anh nói ra ngoài đường là dốc sức làm việc là việc nên làm của anh á, thì em cũng sẽ ở nhà dốc sức làm việc nhà, xây dựng nhà của mình để anh trở về lúc anh mệt mỏi nha.